Anh này có sao phục binh ở mạnh mà đi đâu cũng bị người ta truy nã kiểu thế, đi đâu cũng dễ bị ném bom. Đất cát thì không tốt, phúc đức thì xấu nên là phải dịch chuyển khắp nơi. Thế là hai vợ chồng ngày xưa là ở bên bên Ukraine, xong rồi bị đánh nhau xong tị nạn sang Đức đúng không? Dạ, vâng ạ. Bây giờ đang ở bang nào của Đức? Đang ra bên buộc ạ, ra bên Ba chỉ buộc Đen, nước mang Ba Đèn ạ. à Ba Đền buộc, thầy biết rồi, thầy đến bang ấy rồi. Thế bây giờ định sao, về 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 Ukraine làm sao nữa, ở đấy cắm rễ mà làm thôi, người Việt Nam mình ở bên Đức nhiều mà. Vâng, không biết họ có cho ở lại không ạ. Bây giờ là nhà cửa thì vẫn còn đang ở bên Ukraine, cho ở họ cho người Việt Nam ở nhờ ạ. Thế mình ở nhờ Vâng, đúng thầy. ở nhờ chính phủ Đức hay là ở nhờ một nhà người Việt? Dạ, vẫn đang ở nhờ của nhà của trợ cấp của xã hội của người người Đức ạ. Thế à, người Đức Nhưng có mà tốt, xã hội trả tiền ạ. người, Vâng, người Đức có tốt không? dạ. Vậy người Đức có tốt không? Người Đức tốt ạ, chủ Thế à, nhà tốt ạ. thế là dưới góc độ của mình thì cuộc chiến tranh của Ukraine với Nga thì ai là người sai? Thầy ơi, bây giờ cũng không biết là nếu mà để về ấy, thì bảo kia này mỗi người có đất chủ quyền thì người U nếu mà theo đúng thì vẫn là người U đúng ạ. Theo chủ quyền thì vẫn là người ngu đúng, Vâng. nhưng mà đất nước Dạ. Ukraine bây giờ chính trị nó bất ổn thế, chiến tranh thảm khốc thế, bây giờ ở lại làm ăn cũng khó mà. Dạ vâng ạ. Nên là bây giờ thì tạm thời nhà nước Đức thì cho lánh nạn thì cứ lánh nạn, còn nếu mà sau này U hòa bình, nếu mà nước Đức có cho ở lại thì ở lại, mà nước Đức mà họ không cho ở lại nữa thì ở U hòa bình thì về để quay trở về U ạ. Bây giờ nhiều người tị Vâng. nạn giống mình ở bên Đức không? Nhiều thầy ạ. Thế à? Thế Dạ. là mình mang quốc tịch Ukraine rồi à? Không ạ, vẫn quốc tịch Việt Nam ạ, chỉ gọi là thẻ định cư ở bên Ukraine thôi thầy ạ. Mới thẻ định cư mà ước nó cũng cho cũng dung nạp rồi. Làm gì có một con nha, con cậu út là 15 tuổi là quốc tịch U ạ. Ok, đã hiểu. Dạ. Rồi, thầy thấy Vâng, ông nhờ này, thầy là xem cho cái lá số tử vi của hai vợ chồng ông này thì nhiều oan để trái về lắm, cái đường con. ông nhiều oan trái lắm. Thứ nhất Dạ. là phục binh đóng bệnh nên là nó không, cứ định làm ăn lớn là ngáng này, tự nhiên lại chiến tranh nổ ra này. Dạ. Hai là đất cô thần quả túi, là đất Dạ. hoang này không ai ở này. Quan lộc thì rất là đẹp, cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng mà phúc đức bị xấu quá nên là không được may mắn. Hết lòng yêu vợ yêu con. Dạ. Và anh này năm nay 63 Dạ. tuổi, rơi đúng vào năm thiên hình. Thiên hình nằm cung thiên di, chắc là năm nay dễ thì gãy tân gãy tay gì đấy hả, tai nạn đúng không? Dạ. Đấy, năm nay 63 tuổi thiên hình đây. Khi mà già rồi người ta sợ sao thiên hình lắm. Trẻ thì sao thiên hình không sợ, già thì thiên hình sợ. Thiên hình mà lại còn gặp tuần triệt nó đã càng sợ nữa. Và thiên hình của mình nó lại đánh vào Dạ. cái mệnh của mình, mệnh của mình lại có sao phục binh nữa thì càng bị ngáng trở ngáng đường. Vậy năm nay là năm xấu của anh ấy nha. Và đa số anh này Dạ muốn dạ. tốt thì sửa cho thầy mấy việc này, giải cho thầy sao phục binh ở mệnh này, rồi hóa giải phần cung điền trạch có sao cô thần quả tú đi cho anh ấy. Vâng, dạ. Cái này là nhờ thầy ạ. À. Rồi, Cung điện trạch và năm nay anh ấy 63 đang đúng vâng. cung thiên di, có nghĩa là năm nay là năm phải đi đi rồi, đi di chuyển rồi. Năm nay chưa có cửa về đâu. 64 tuổi rơi vào cung Dạ, mệnh, dạ. 64 tuổi rơi cung mệnh có thiên mã, sang năm thì có khả năng dịch chuyển. Nghĩa là dịch chuyển. Dạ. Đấy, Dạ. sang năm có khả năng dịch chuyển được. Nhưng mà sang năm là 64 tuổi, tốt 65 tuổi thì dễ có sao Kình Dương địa kiếp cũng vất vả, nhưng mà tiền tài tốt. 66 tuổi thì cũng tốt, 67 tuổi thì có đại hao, tiêu một khoản tiền rất là lớn. Vậy là 67 tuổi sẽ mua cái nhà mới rồi. Mua nhà mới rồi. Vậy là có khả năng sẽ mua nhà ở Đức rồi. Tại vì mình lánh nạn nhưng mình vẫn được xin đi làm đúng không? Nó cấp thẻ đi làm cho Dạ vâng ạ. không? Có chồng thì tuổi đau yếu thì đang chờ để đi học hội nhập, còn vợ đã đi làm được ạ. Đúng rồi. Chứng tỏ là chính phủ, Dạ. chứng tỏ là chính phủ Đức rất là tốt nhỉ? Dạ, chính phủ Đức tốt ạ, người dân tốt ạ, không có cái gì để mà phàn nàn gì, Thầy rất nghe là nói là, tốt. thầy nghe nói là sau khi mà tị nạn sang họ mang cho rất nhiều đồ đúng không? Đúng rồi. Người Dạ, dân họ cho nhiều đồ, bây giờ hiện nhà tại cửa bên người ta gia đình sắm hết. là
nhà được cấp ở miễn phí và tiền ăn hàng tháng là nhà nước chính phủ cho, sau khi là vợ đi làm thì mới cắt tiền ăn tiền nhà. Hiện tại là nhà chính phủ vẫn cho, nhà đẹp lắm ạ. Thầy biết, thầy là người thực tiễn hay đi sang nước đó và thầy nói chuyện với những người thực tiễn ở bên đấy. Dạ, mong có cơ duyên, nếu thời gian ở đây có cơ duyên được gặp thầy trực tiếp ở Đức. Ok, người Đức cũng rất Dạ. tốt. Dạ, À, dạ. tiếp theo nữa là Lệ Quyên là vợ hả? Không, Đào thì vui ạ. À, Đào Thị Vui. À, Đào Thị Vui là vợ rồi. Dạ. Hai vợ chồng đang lánh nạn bên Đức đấy. Úi rồi, vợ thì chuyên chuyên vất vả nhưng khỏe mạnh, liêm phá mạnh mà, chuyên làm những thứ đột phá hỏa tinh ở mạnh, là bây giờ đi làm bếp rồi à? Hay là bán quần áo? Là bây giờ thì trước ở bên U thì bán quần áo, còn sang bên Đức thì bây giờ đang đi làm ở hãng sushi, quán sushi ạ. À, thế làm bếp là đúng rồi, lại hỏa tinh ở mạnh mà cũng hợp. Thân cư tài bạch, cung tài bạch của cô này kiếm tiền cũng khá, phúc đức của cô này tốt, thiên di sáng, chính cho cô lại khỏe mạnh ấy. Quan lộc có sao hóa khoa, là có vũ tham đồng hành nữa, là cái số giàu muộn. Chồng thì có địa không địa kiếp đà la linh tinh quả tú cô thần nên sức khỏe kém là đúng rồi. Cô năm nay 50 tuổi, ở đại vận 46 này là đại hao chiếu mà, nên mất mát điền tài 46, 47, 48, 49, 50. Năm nay rơi vào cung phụ mẫu, có sao phục binh tăng môn thiên khốc, nhượng chuyện buồn. Sang năm cô có sao kình dương ở Năm mệnh. ngoái, tháng 11 năm ngoái thì bố mất ạ. Ừ. Xong chiến tranh thì chạy, xong tháng 11 năm ngoái thì bố mất. Ừ. Đấy, là năm tăng môn thiên khốc, có nhiều buồn phiền, đúng cung phụ mẫu, có tăng môn là bố cha mẹ mất mát nha. Rồi, lá số của cô thì càng dịch chuyển càng thành công, vì cô là liêm phá hợp với thời loạn, càng loạn thì cô càng thành, càng lộn xộn càng thành công. Lá số của cô là một lá số hay lắm, sức khỏe tốt, chỉ có cô thần quả tú đóng cung phu không giải đi thì sau này chồng với mình chia tay sớm. Quả tú, quả tú mà đóng cung phu là chồng tuổi thọ không cao bằng mình tuổi thọ lớn lắm. Cô này sống dai Thầy lắm. thấy những cái là dạ thầy nhờ thầy là làm được giải giúp cô của vợ chồng cả hai, của hai vợ chồng chúng con. Ok, thầy sẽ nói với các bạn trợ lý rồi các bạn hướng dẫn được, thầy sẽ giải online cho nhá. Dạ vâng, thầy con muốn hỏi về mấy đứa con của con một chút ạ. Từng bạn một thì thầy với con lá số tử vi của các bạn thì thầy nói cho chính xác hơn, nhưng mà thầy Dạ thấy, vâng, bây giờ thì nhưng mà thầy thấy nhà mình con gái sau này sẽ thành công hơn con trai. dạ. Con muốn hỏi thầy là có cái cháu Tô Thị Thúy Anh mà cháu sinh ngày mùng 3 tháng 5 năm 2005, Thầy phải có lá số tử vi của bạn đang này. có Thầy phải có lá số có tử bạn vi. trai là Đang đẻ tháng 2 năm 2020, không biết là có được có hợp không. phải lấy lá số của bạn đấy thầy mới trả lời được, thầy phải xem cung chồng của bạn đấy thầy mới trả lời được nhá. Nên là nói với trợ lý của thầy đẹp lá số của bạn thì thầy làm nhá. Con hỏi thầy một chút, bây giờ cái nhà đang ở bên Ukraine cho một người gia đình Việt Nam ở nhờ, mà trong nhà thì thờ có bốn bát nhang, bây giờ thì thờ bốn bát nhang trong nhà theo thầy nói là không được, mà bây giờ chúng con là muốn bốc thêm một bát nhang nữa, nhưng mà bây giờ lại chưa về được nhà, bây giờ sao ạ? Thì thầy sẽ giải phần âm ở trong đất đấy trước, cho đất đấy có sao cô thần mà. Bây Con giờ ở chung cư, vâng, thì có thầy đến gặp trợ lý của thầy ạ. trợ lý của thầy sẽ hướng dẫn nha. Dạ, vâng ạ. Con chào thầy, chúc thầy luôn bệnh khỏe bình an. Ok, xin chào, bye bye. Em chào thầy. Dạ. Dạ.